Ok, đi đi. Wow, cây khế nữa nè. Trời ơi, cây khế nè. Wow. Wow. Cây khế này Biêu. Mẹ con đi chải đi đâu. Ừ, con đi thôi nha, con không được đụng vô cái trái gì hết nha. Ok, đi luôn. À, nhìn thôi nha, không được hái cái gì của người ta nha. Mẹ con hái cái gì vậy? Cherry, raspberry. Yeah. Ồ, cái chuối nữa nè. Cái chuối quá mẹ. Cái chuối quá mùa đó. Đúng rồi. Vậy là cái vải. Vải đâu vải? Này. Không, trái đó luôn trái dâu đó. Hờ. Oh. Ừ. Banana. Banana. Ok. Cái banana. Trời. Oh, wow. Wow, cái trái gì đây? Cái gì vậy? Cái gì trời? Cái lê hả? Không biết nữa. Lê. Ủa, cái gì không biết nữa. Ồ, ổi hả? Ổi. Ổi gì lạ ta? Blueberry. Blueberry nó đang ngủ đông rồi. Ủa, vườn cây rộng dữ ha. Cái chỗ banana. Mình đi chơi, sao đâu thế? Mình đừng có làm hư của người ta thôi. Mình đi có làm sao đâu, đi thẳng thôi, sao đâu. Ôi, trái sạch đứt. Ê, đưa. Cái gì vậy? Trái gì đi? Trái gì ta? Ai biết cái lửa đó. Mango. Cái mango hả? Yes. Phải không? Người ta để thúi, người ta không hái luôn nè. Mà mình mà đụng vô là có chuyện á. Đụng vô là kêu mua đó. Cái đào nó ở đây bán cây nhiều quá, đã quá. Cây mận hả ta? Này chắc cây mận nè. Cái gì đây? Cái trời ơi, không phải. Chùm ruột. Trời ơi, nó chua tét nách. Cây chùm ruột. Cây lòng mứt nè. Tomato. Này không phải. Này không phải tomato. Sambuche hả? Sambuche. Sambuche black. Sambuche đen. Sambuche đen. Này sambuche luôn nè. Này sambuche Việt Nam. Lòng mứt đó, gọi là lòng mứt. Wow. Chồng bán quá trời bán. Wow. Rồi, ông chủ nhỏ muốn mua cây gì? Đi qua kiếm bố. Cây mận cầu. Đúng rồi, cây mận cầu. Chính xác, Phiêu hay quá ta. Cái cây hái cái già đó. Cây sơ ri nữa nè. Chung cha. Cái gì cũng bay.